chào mọi người. Mọi người cùng cắm hoa với mình nhé. Đây. Họ trên đường của mình. Bikini rồi là mặc chụp lên trên mạng hết. Cái loại này trời cộng bikini này đi ơi. Họ mặc hở nó mặc hết. Hắn không ngại gì. Đi ở quần này trời ra cái trò chi nữa. Ý là hắn cũng đi tắm ở biển nè. À, hắn tắm ở hồ bơi này nhưng mà hắn chụp lên toàn bikini thôi. Chỗ này không làm như thế, chỗ này chỉ tắm ở đất. Dương đó tại tô cái chú ta. Cà chua nhảy vũ điệu làng lá đi. Quên đi tay trước măng dù hai ngày này cứ quên không cắt ấy. Xiên rách đấy. Quên hết rồi. Lên đi ông đi cho tôi học bài đi đi. Nhanh không có tí nhà không cho ngủ cái nhà đâu. Lên đi ông. Lên. Lên đi ông đi đi. Cả chú đang hát là tha thứ lần một là do mình tin sai, lần hai là do mình ngu. Tha thứ lần một là con Thảo. Toàn mồm mà thấy dùng suốt cả ngày cả đêm nữa. Ra bịt mồm một lần đang đi chụp. Mấy ba bữa nay là đi chụp ca chụp tập trung suốt. Giao dịch tháng mấy nhỉ? 24 tháng 7.
do mình tin. Sai lần hai là do mình ngu. Đâm đầu lao vào chốn ngọc cà chua đã tạo ra ngàn chốn phù du. Xoay vòng xoay kim đồng hồ quay. Rót lại càng thêm say. Trên tay vẫn liền rượu bày. In the ribbon. Phải biết chữ này chứ đâu có thấy chữ mồm. Có chữ tí giấc các chữ này tao biết mấy phần chữ phở A3 hiền bà ấy. Còn nhớ hồi trước nhá, quả cam. Không, quả cam là dạy con đánh gần. Con đọc mãi cũng được, mẹ cứ cầm cái rơi con cứ rứt lại xong rồi mẹ cứ đi tìm cái rơi khác. Này. Này để ý cho cô này. Mà phải đứng bên nị. Ông thay thế của ông G. Thì ngoài nhá, chữ G này chúng ta sẽ đọc là R. R. Đọc giống như chữ letter say đó. Đọc là R. R. Thì tận cùng chúng ta khi chúng ta nhìn thấy cái cụm này chữ giờ chữ gờ chữ e này này ta đọc là rờ rờ giống như giờ letter say ok các bạn nhớ nhá. Ví dụ như chỗ này này chúng ta đọc là gì? Gen hệ thống bài thưởng đại quân lịch ngữ gentle trên bài thưởng không biết à đọc bài thưởng trên mũ mình núi lên thì cái đêm mấy chục cây trong có biết nằm chỗ mũ đọc bài thưởng mở nước energy cách đây mấy chục cây lấy nước từng cách đây mấy chục cây đấy ngay dưới đấy trong các cái đập hồ lớn của thủy điện Hòa Bình hoặc là nước còn cái bên dưới nữa các bạn để cho cô này mình hoàn thành xong cái bình hoa này rồi nhé mọi người. Giống như chữ cảm ơn mọi người đã đón xem video của mình nhé.